Thì tiếp tục cái bài tiếp theo thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đọc nốt và nhịp và cắt nốt trên cần đàn và một số nhạc lý cơ bản chúng ta phải cần nắm rõ. Đầu tiên ta mở sang trang số 12 thì đây mình sẽ hướng dẫn là cách đọc nốt và nhịp. Thì nốt và nhịp như nào? Thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái hình ở đây mình để ở bên này. Là cái hình nó có một cái khóa son và số sẹt 4 có nghĩa là nhịp. Ở đây thì một số nhịp phổ thông chúng ta hay thấy trên cái khuôn nhạc là nhịp 24 nó có số 2 bên dưới số 4. 44 là có hai số 4. Nhịp 34 là có số 3 và số 4 và nhịp 68 là có số 6 và số 8. Rồi. Rồi chúng ta một cái đấy là tiếp theo. Ta nhìn thấy là một cái ô nhịp. Số trên ô nhịp và phách nhịp nhịp rồi có nghĩa là như nào? Thì ở đây mình sẽ nói các nốt trước: nốt trắng, nốt đen, nốt trắng, nốt đen, nốt móc đơn và nốt kẹt. Thì nốt trắng là gì, nhịp là gì? Có nghĩa là chúng ta sẽ có mình sẽ nói nhịp 4/4 trước cho các bạn nhé. Nhịp 4/4 gồm 4 phách, mỗi một phách sẽ tương ứng với một nốt đen, có nghĩa là nhịp 4/4 thì các bạn được hiểu như này là 1 2 3 4 xong xong cái này chúng ta lại lặp lại này. 1 2 3 4 chuyển 1 2 3 4 chuyển 1 2 3 4 chuyển, thì chúng ta sẽ trong một cái đấy thì mỗi phách chúng ta sẽ có một nốt đen. Thì phách là gì? Phách là nghe ô nhịp 4/4 thì chúng ta sẽ có 4 phách. 3/4 thì chúng ta sẽ có 3 phách. 6/8 chúng ta sẽ có 6 phách. Đấy, có nghĩa là phách. Rồi, ta sẽ nói về nốt trước. Nốt nốt tròn, nốt trắng, nốt đen và nốt móc đơn. Thì một nốt tròn sẽ tương ứng với 4 phách. Có nghĩa là chúng ta đánh một 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 nốt, chúng đánh một phách chúng ta nghỉ ba phách giống như đây nhá. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, thì chúng ta sẽ đánh nhịp 1, nhịp 2, nhịp 3, nhịp 4 thì chúng ta sẽ nghỉ là 1 1 2 3 4, nghỉ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Rồi, ta đến với nốt trắng. Nốt trắng thì chúng ta đánh một nhịp, chúng ta nghỉ một nhịp, có nghĩa là chúng ta sẽ có 4/4 là nghỉ, đánh, nghỉ, đánh và nghỉ, thì chúng ta sẽ xong 4 phách, nghĩa là 1 2 3 4, 1 2 3 4, thì chúng ta sẽ đánh nhịp 1 và nhịp 3 chúng ta đánh ở nhịp 2 và nhịp 4 thì chúng ta sẽ nghỉ nè. 1 nghỉ 2 3 nghỉ 4 đánh 1 2 3 4 1 2 3 4. Rồi, thì nhịp 4 4 thì chúng ta sẽ mỗi một phách sẽ tương ứng với một nốt đen. Thì chúng ta sẽ đánh là 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Rồi, nốt móc đơn là như nào? Nốt móc đơn là chúng ta sẽ đánh gấp đôi nốt đen này. Ví dụ là mỗi một phách nốt đen thì chúng ta sẽ có một nốt đen, nhưng mà nốt móc đơn thì chúng ta sẽ đánh gấp đôi nào. 1 và 2 và 3 và 4, 1 và 2 và 3 và 4. Tôi sẽ đánh nhanh nào. Đó, chúng ta sẽ đánh gấp đôi nốt đen lên. Rồi, chúng ta sẽ nói nốt xong rồi thì mình sẽ đi đến nhịp. Nhịp thì ở đây mình có nói 4 nhịp. 4 nhịp thường phổ thông nhất trong các bài đệm hát của nhạc Việt là mới đầu nhịp 24.
Nhịp 24 là gì? Thì chúng ta nhìn trên cái khuôn nhạc nó có số 2 và số 4, có nghĩa là ta có hai phách. Mỗi phách là một nốt đen. Ta có hai nốt đen. Ta có hai nốt đen là như là ví dụ ở đây là mình đánh này. Ví dụ tiết tấu khi mà một điệu ví dụ là như như này là 24 là ví dụ điệu trong điệu hát này. Thì chúng ta cứ trong cái chúng ta chuyển hợp âm là 24, ví dụ 24 là chúng ta chuyển 1 2 chuyển 1 2 chuyển. Đó. Thì chúng ta sẽ có hai phách, một phách đầu tiên là mạnh này, đánh mạnh à. Tiếp theo là nhẹ. Mạnh. Rồi, chúng ta sẽ đến nhịp 44. Nhịp 44 ta sẽ có bốn phách, mỗi một phách bằng một nốt đen, có nghĩa là chúng ta sẽ có bốn nốt đen. Ví dụ là nhịp 44 bốn nốt đen này, 1 2 3 4 chuyển, 1 2 3 4 chuyển, 1 4 chuyển. Ví dụ ta đánh đệm hát nhịp 44 như này nhá, mình đánh một cái điệu minh đình này, 1 2 3 4 chuyển, 1 2 3 4. Đó, thì chúng ta sẽ đánh hết cái 44 thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải chuyển hợp âm ở trong trong cái 44. 1 2 3 4 Rồi, chúng ta xong cái 44. Với nhịp 34. 34 như thế nào? Thì chúng ta sẽ có 3 phách, mỗi phách sẽ tương ứng với một nốt đen là 1 2 3 chuyển, 1 2 3 chuyển, 1 2 3 chuyển. Đây chúng ta sẽ đánh nhịp vào 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Thì phách đầu tiên là chúng ta sẽ đánh ngoại. Phách hai là nhẹ. Ta đến với nhịp 68. Nhịp 68 là gì? Nhịp 68 là có 6 phách trong một ô nhịp, mỗi phách bằng nốt móc đơn. Nốt móc đơn là chúng ta nhìn nhìn ở dưới cái bảng trên là cái nốt móc đơn mình có nói vừa nãy rồi. Ví dụ ở đây mình có nhịp 68, có thể chúng ta sẽ đánh gấp đôi nhịp 34. Nhịp 34 mình đánh cái điệu điệu van nhé, bùm chát chát, chúng ta gấp đôi bùm chát chát, bùm chát chuyển hợp âm bùm. Đó, nó sẽ có thể nó gấp đôi nhịp 34 lên, hoặc là chúng ta sẽ đánh 68. Ở đây mình sẽ đánh điệu rải chẳng hạn, 1 2 3 4 5 6 thì nó sẽ tương ứng bằng 6 nốt, sẽ tương ứng bằng 6 nốt móc đơn. Nó sẽ có 6 phách, là phách 1 là mạnh, nhẹ, nhẹ, mạnh, nhẹ, nhẹ, mạnh, nhẹ, nhẹ, mạnh, nhẹ, nhẹ. Đó. Thì ở đây mình đã nói hết cái phần các nhịp và ô nhịp. Thì ở đây mình nói cho các bạn hiểu sơ sơ. Rồi, bài tiếp theo. Bài tiếp theo ta mở sang trang số 13.